Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay á mình đi đưa con mình đi học. Nhà trường cho nguyên một cái thùng đồ ăn luôn nè mọi người. Nè, cái thùng này nó bự ơi là bự luôn nè, thấy không? Nguyên một cái thùng đồ ăn cho lễ. Tại vì thứ năm này á là ngày lễ tạ ơn, là lễ con gà tây đó. Thanksgiving đó mọi người. Đó. Cho nên người ta cho đồ ăn quá trời cho một gia đình nấu luôn nè. Đây là có bánh mì ha, mình để qua một bên. Này, bánh mì đây bỏ ra đây đi. Ở đây là chi nè mọi người ơi, chi nè đó. Mình xách cái bịch ra nè, mình thấy cho nó rõ nè. Chi hay là cái gì đây mình không biết nữa, chắc mình nghĩ là chi nè, chi stick á, yeah, chắc vậy quá đó. Ở đây là bò mít bò, cái này là chắc bò nè, bò dừa viên nè mọi người ơi. Bò dừa viên để mình làm spaghetti hay là bà làm pasta gì đó. Con làm gì đó con ghê. Mẹ ơi vô quay phim nè. Ok, quay phim cái đó cho con luôn á hả? Nè, con mình nó muốn quay phim cái đó. Ồ, cái đó, đồ chơi của con đẹp quá. Dạ, làm đây con quá. Rồi, cái này là meatball, là bò dạ viên. Ở đây là có, đây mình có cam á, bột cam á mọi người. Cái này là dạng như treo á, mình nấu như treo, treo lì rau câu á mọi người. Đây. Đó, bịch bự dễ sợ. Đây nguyên một táo. Má. Má mi. Oh, quá chừng luôn cả nhà. Đây là carrot. Mẹ ơi, ăn quá trời. Yeah. Ở đây bịch khí đồ nữa nè con. Hả? Wow, có pha lan tay nữa nè cả nhà. Đây, pha lan tay nữa. Em đang đây. Cái này là có gia vị chấm luôn nè. Banana. Banana. Rồi, banana nè. Banana meatball. Quá trời bự luôn. Cái bịch này có mấy đồng rồi. 5-7 đồng rồi mọi người. Banana meatball. Wow, siêu bự quá. Yes, it's a brown rồi. Yeah, cereal. And there's strawberry. Yes, strawberry cereal nè cả nhà. Wow đó. Đồ ăn ở đây người ta cho vậy đó mọi người. Ở đây có nước gì đây? Ồ, cái nước là lem này con. Cái nước này nước chanh nữa nè, nguyên bịch này nữa nè. Wow, ở đây có một bịch nữa nè mọi người ơi. Mẹ ơi, 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 cái này nước nước chuốt nè mọi người, quá chừng đây đó, thấy chưa? Ở đây cái lễ này á, người ta không có alo hả? I'm calling Google Jagger pretend this is a bone. Oh, bây giờ mình đi làm, mình chiều mình về mình nấu tiếp ha. Quá chừng. So many đó. Yeah. Người ta cho mình nó hai thùng luôn á cả nhà. Hai thùng như vậy nè, mình đem lại cho cái bà giữ trẻ con mình á. Cái bà đi xích giữ con mình á, đem lại cho bác đó một bác hộp. Hả? Dạ. Nè, bánh mì nó ngon quá. Bánh mì. Dạ. Mình đem lại cho bác một hộp, rồi còn một hộp mình ở nhà mình ăn ha. Hay dạ. Ok mọi người ơi. Ok, bye bye mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc. Nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh YouTube channel của Nguyên Oana Vlog.
and like, chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hai ngày nữa mình nấu gà, mình chia sẻ cho mọi người xem nha. Bye bye.